gửi tới các quý vị và toàn thể bà con, cô bác, quan viên hay họ. Hôm nay là ngày trọng đại của gia đình và cũng là chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Gia đình có lời mời toàn thể các vị khách quý, bà con, cô bác, quan viên hay họ. Hôm nay chúng ta đến tại hôn trường và toàn gia đình có bữa cơm thân mật để gửi tới toàn thể các quý vị và bà con, cô bác. Vâng, xin kính mời và xin kính mời toàn thể bà con, cô bác, chúng ta bớt chút một thời gian vàng học, chúng ta đến tại hôn trường của gia đình để chúng ta dùng bữa cơm thân mật với gia đình, thay lời cho gia đình xin cảm ơn và cảm ơn.
mùng